Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Các Việt. Kính thưa quý vị, mới đây thì chúng ta thấy ở trên trang cá nhân của Facebooker Nguyễn Xin có chia sẻ một số thông tin liên quan đến cái vụ việc của hộ gia đình Tà Am đó. Thì hôm qua mình cũng có chia sẻ ở trên cái kênh Các Việt TV rồi. Nhưng mà xung quanh cái câu chuyện này thì cũng có nhiều cái tranh cãi xảy ra, đặc biệt là bên phía những người ủng hộ hộ gia đình Tà Am. Chẳng hạn như ở đây là cái cô luật sư Thanh Trần. Luật sư Thanh Trần thì bay vào thấy cái bài đăng của Nguyễn Xin thì cô này lập tức phản bác lại, cô nói rằng là năm 2018 á, là không có bé nào tên Quân bị bạo hành ở trong Thiên Am hết. Hãy đưa chứng cứ lên đi Nguyễn Xin, đưa luôn chứng cứ về loạn luân của Thiên Am. Tức là cô này nói là những cái việc mà Nguyễn Xin đã từng đăng tải những thông tin liên quan đến Thiên Am á, là giả dối hết, đúng không? Cho nên là yêu cầu Nguyễn Xin đưa ra những cái chứng cứ. Mà sao cổ không 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 xem lại những cái lần mà Nguyễn Sinh cung cấp như là giấy chứng sinh khai sinh rồi đó, những cái vấn đề đó đó cả nhà, nó rất là rõ ràng. Không biết là cô này cổ nhìn với con mắt như thế nào, không biết là với danh nghĩa một luật sư, một người công dân bình thường, hay là cổ lấy cái vai trò gì mà tại sao cổ không nhìn vào những cái chuyện đó, đúng không? Thật sự á, anh chàng Nguyễn Sinh này thì mình công nhận anh ta là một cái người rất là hẹp hòi đó, nói thẳng là vậy. Cái gì mà cậu ta ghìm rồi là cậu ta sẽ ghìm hoài, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận á, là Nguyễn Xin đưa những cái thông tin gì mà nó đúng thì chúng ta cũng phải nghe thôi, đúng không? Chúng ta cũng phải tin thôi. Chẳng hạn như cái chuyện mà giấy chứng sinh, giấy khai sinh có màu đỏ của cơ quan chức năng, có của chính quyền đàng hoàng thì làm sao mà chối cãi được. Vậy thì cái cô Thanh Trần này muốn cự với Nguyễn Xin về vấn đề đó thì nói rõ ra như thế nào đi, đúng không? Chứ còn nói ví dụ như là chứng cứ loạn luân hay là chứng cứ gì của Thiện Am thì cái chuyện đó làm sao Nguyễn Xin nó dám cung cấp ra, đúng không? Bây giờ ông hổm là không biết cái thông tin về kết quả ADN trôi nổi là của ai cung cấp, nhưng mà rõ ràng cái việc làm đó là sai trái rồi, đâu có ai được quyền cung cấp như vậy. Nhưng mà cái cô này thì lại là dụ người ta, dụ Nguyễn Xin hãy đưa ra chứng cứ. Nguyễn Xin làm gì có cái khả năng hay là cái chức năng, cái nhiệm vụ gì mà để đưa đó ra. Có nếu nếu mà cô muốn cần cái chứng cứ đó thì cô cứ liên hệ tới cơ quan công an thì người ta sẽ cung cấp thôi, đúng không? Đặc biệt là những cái lời phát biểu của cơ quan chức năng tỉnh Long An đó, trong cái phóng sự của đài truyền hình Long An thì có nhiều cái vị là quản lý ở địa phương đó, người ta đã chứng thực là bé nào, con của ai, là cái người mẹ là ai, nói rõ hết trơn rồi. Rồi thêm nữa, trong cái phiên tòa sơ thẩm ở Đức Hòa vừa rồi đó thì chúng ta cũng thấy là bên phía tòa án người ta cũng đã đọc cái lý lịch tư pháp là những cái bà mẹ, những cái người lớn tuổi, người U50 đó, là có những người con nào và nguyên chức nguyên gì đó thì người ta cũng đọc ra kỹ hết rồi, đúng không? Cần việc gì phải gọi là cung cấp thêm. Và qua đó đó thì cô này chắc là lẽ thấy rằng Nguyễn Xin tấn công Thiền Am quá, cho nên cô này chơi luôn, chửi là thứ giang hồ không hề thay đổi bản chất, cho dù bề ngoài có trau chuốt vẫn không giấu được bản chất lưu manh. Kêu bằng lưu manh giả danh trí thức hả? Chửi luôn ha, thứ giang hồ rồi ha. Nhưng mà chỗ này cái status này không biết chỗ nào đặc biệt, chứ có một chỗ đặc biệt là thấy ai cũng nhìn vô á, đó là cái cô này mang danh là luật sư mà lại viết sai chính tả, đúng không? Trao chuốt mà cô viết là trao trao chứ không phải là trao u. Luật sư gì mà viết sai chính tả là chết rồi, trời ơi, vậy làm sao viết cái văn bản pháp luật được cả nhà, đúng không? Ví dụ như là tờ đơn này kia, viết một cái tờ đơn mà sai chính tả vậy là đôi khi cái nghĩa nó đổi cái nghĩa luôn nữa, đúng không? Thì làm sao mà bên phía cơ quan chức năng người ta thụ lý. Bởi vậy chúng ta hiểu vì sao mà cái cô này mang danh là luật sư mà nhưng mà lại làm thủ kho rồi, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng chỗ này nè, cái câu chuyện á, mà anh chàng Nguyễn Xin này anh cung cấp ở trong cái hộ gia đình Tà Am á, về bé Quân hay là chị Y rồi đó, thì cái câu chuyện đó bây giờ cô không tin thì cô thưa đi, đúng không? Thưa Nguyễn Xin, nói Nguyễn Xin nó đưa thông tin giả, hay là những cái thông tin mà trước đây Nguyễn Xin từng nói về hộ gia đình Tà Am đó, cô bây giờ có thể là lấn sân vào cái người bảo vệ cho Thiện Am mà. Vậy thì cho là Nguyễn Xin đưa những thông tin bịa đặt vu khống thì thưa Nguyễn Xin đi, thì đâu có cần gì phải 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 la làng vậy, đúng không nha? Tuy nhiên ở bên trang cá nhân của Nguyễn Xin thì cũng có thể là cũng có một vài cái người chia sẻ hay gì đó, cho nên ở phía dưới bài đăng thì Nguyễn Xin cũng có ghim vào những cái comment. Chẳng hạn là cậu này nói là lần thứ N thử thách nhóm luật sư đang bào chữa cho các bồng lai viên công bố thông tin cũng như vật dụng mà cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ ngủ của ông Lê Tùng Vân, nhưng mà họ đều phớt lờ. Những cái chuyện đó đó
À, Nguyễn Xin nó nói vậy, nhưng mà trong cái bằng trong tay của nhóm luật sư đó là thừa biết có những cái bút lục đó. Tại sao những cái bút lục kia có lợi thì họ công bố lên, còn những cái bút lục về cái chỗ khám xét này nè, sao dám công bố lên? À, bởi vậy nói thiệt tình nữa cả nhà, trong cái vụ Thiền Am này á, chúng ta thấy lạ lắm. Cái gì mà sự thật là họ tránh né, cái gì sự thật là họ không có dám nhìn nhận, không dám đối mặt. Làm gì mà sợ sự thật cả nhà, cái gì chúng ta cũng phải đối mặt sự thật đi, rồi là mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chứ không có lu la, không có khó khăn gì hết. Bây giờ kêu gọi chữ ký này kia nọ mệt đúng không cả nhà? Đó. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ở trong cái status của Nguyễn Sinh hôm qua thì có nhắc về những cái vấn đề có liên quan đến Diễm My, thì mình cũng khá là bức xúc. Đây nè, ở đây cậu này có nói một chút xíu về Diễm My, mình xin đọc lại cái nha, đọc lại cái đi. Đây là cái đoạn mà cậu này nói về ông Lăng Băm ở liên quan cái vụ ở Lâm Đồng đó, thì cậu nói là như thầy Lăng Băm ở Lâm Đồng còn như xác đem hũ tro cốt về đưa gia đình, chứ còn đàng hoàng tử tế như cái nhóm như ông Lê Tùng Vân thì đến nay Diễm My vẫn không thấy tăm hơi, lại còn không thấy cả tro cốt thế mới tài. Tức là cậu này ám chỉ cái vấn đề gì đúng không? Thấy rất là bức xúc hơn cả nhà. Rõ ràng vì cái việc mà anh Thắng Chị Mai đã lên livestream chung với bà Hằng lần đó đó, thì cậu ta cứ ghim ghim và cứ nói là gia đình này là vong ơn bội nghĩa, là thế này thế kia. Mình không biết là cái mối quan hệ giữa anh Thắng Chị Mai với lại Nguyễn Xin là như thế nào, nhưng mà cái việc mà cứ ghim rồi ám chỉ những cái việc này việc kia, những cái việc không hay dành cho Diễm My, đặc biệt là gia đình người ta đang muốn tìm con, thì cậu này rất là hiểm đúng không? Rất là hiểm. Và sáng nay thì mình cũng có trao đổi với bên phía anh Thắng, thì nói chung á, là cái việc mà cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc cái vụ của Thiền Am rồi, cho nên mình thấy cái thái độ của anh Thắng Chị Mai bây giờ á, là người ta trông cậy 100% vào những cái kết quả từ phía cơ quan công an thôi. Người ta không có kiểu như là làm bất chấp bằng mọi giá giống như là trước đây. Bởi vì trước đây khi mà có bất cứ cái thông tin gì liên quan đến Diễm My ở bất cứ nơi đâu là anh Thắng Chị Mai đều đi đến đó để có thể là tìm kiếm hay là kiểu là nắm bắt những cái thông tin gì đó liên quan đến Diễm My. Nhưng mà gần đây thì không có như vậy nữa, thì qua đó cũng có cho mình nhiều cái cảm nhận lắm cả nhà. Bởi vì thí dụ thứ nhất đi, người ta tin tưởng vào cơ quan chức năng, tin tưởng hoàn toàn vào cơ quan chức năng thì chúng ta không nói, nhưng mà có cái gì ở đằng sau hay không, mà tại sao một cái người đã từng kêu bằng là từng tìm mọi cách để đưa con về thì bây giờ lại rất là bình tâm, hay là thời gian đã qua lâu rồi nhưng mà sâu chuỗi lại tất cả những vấn đề thì dường như là bên phía anh Thắng Chị Mai đã có một cái niềm tin nào đó, một cái niềm tin nào đó. Mình không dám khẳng định đây là cái việc gì, cái việc từ phía cơ quan chức năng hay là từ ai đó, hay là cái tung tích Diễm My anh Thắng đã chị Mai đã biết thì mình không có nói chuyện đó nha. Nhưng mà quan trọng là mình đánh giá cái thái độ của anh Thắng chị Mai là tự tin hơn rất nhiều rồi so với trước đây. Thì đây cũng có lẽ là một cái tín hiệu lạc quan ở trong cái câu chuyện của Diễm My, cho nên phía anh Thắng chị Mai không có còn kiểu như là đang rối ren như là trước đây nữa. Thật sự là mỗi lần trước khi mà mình tiếp xúc thì họ rất là rối, và hầu như cung cấp thông tin gì mà có liên quan đến Diễm My là hai vợ chồng lập tức xúc tiến mọi việc để đi tiếp cận cái nguồn thông tin đó. Còn bây giờ không có cả nha. Bây giờ thì hầu như là chia sẻ những thông tin gì về Diễm My thì anh Thắng chị Mai đều hướng đến cái lập luận là sẽ chờ cái kết quả cuối cùng từ phía công an. Thấy mình nghĩ thì nó cũng hoàn toàn hợp lý, bởi vì hồi nào giờ những cái việc mà anh Thắng Chị Mai đã thấy về Diễm My liên quan đến hộ gia đình Tà Am đó, thì gần như là phía họ đã xác định được kỹ cái mục tiêu hoặc là cái nơi mà Diễm My ở đó, là nó có liên quan gì đó đến lại hộ gia đình Thiền Am. Cho nên bây giờ cái vụ việc của Thiền Am mà nó ra ánh sáng và cơ quan chức năng làm việc đó, thì người ta trông cậy cái kết quả cuối cùng của hộ gia đình này, rồi sau đó thì sẽ đến cái câu chuyện của Diễm My đúng không? Bởi vì khi mà mọi chuyện sáng tỏ, bây giờ cho dù mà Diễm My không còn ở trong tay của hộ gia đình Tà Am, thì chúng ta cũng nhớ lại một cái câu á, là Diễm My đã từng nói với gia đình á, là nếu mà hộ gia đình Tà Am bị bắt và có những cái việc, có những cái hành vi giống như là cáo buộc trên mạng xã hội á, thì Diễm My sẽ trở về với gia đình, sẽ tự thức tỉnh. Đó, có lẽ là nhờ cái căn cứ đó, cho nên khi mà cơ quan công an, cơ quan chức năng làm việc với hộ gia đình Tà Am và mọi chuyện nó dần sáng tỏ, thì anh Thắng tin rằng á, nếu mà Diễm My ở đâu đó
khi mà thấy những thông tin về cái sự lừa dối, sự nói chung là giả dối của hội gia đình Tà Am, thì Diễm My sẽ tự về với gia đình. Chắc có lẽ là theo mình nghĩ theo cái hướng đó nha. Còn cái hướng khác nữa là Diễm My đang ở trong đó, ở đâu đó, cái tung tích của Diễm My ở đâu và anh Thắng chị Mai biết được thì mình không dám chắc cái khả năng đó, nhưng mà cái khả năng lớn là Diễm My đã từng hứa với gia đình, nếu thật sự hộ gia đình Tà Am có những gì sai trái như là cáo buộc của mạng xã hội á, thì cô sẽ quay trở về với gia đình. Cho nên theo mình nghĩ là khi mà cơ quan chức năng vào việc ha, làm việc chuẩn bị đưa ra ánh sáng cái vụ việc của hộ gia đình Tà Am, thì đến đó mọi chuyện nó sáng tỏ, thì Diễm My sẽ trở về với gia đình. Cho nên người ta tin tưởng, người ta chờ đợi thông tin đó cả nha. Ha, theo mình nghĩ là vậy thôi. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.